Hello, chào mọi người nhá. Hôm nay thì trời khô ráo, không mưa. Xe của mình thì cũng vẫn còn mới, mới chạy được có hơn 4.000 cây thôi. Đây các bạn nhìn xem, 4 cây thôi. Hôm nay thì mình sau đây thì mình sẽ chạy thử Way Alpha 110 2018 và với cái tốc độ tối đa của nó, xong mình sẽ nói cảm nhận riêng. Ưu nhược điểm của xe Way này 50 km/h, 60 km/h, 70, 80 km/h. Và 105 các bạn ạ. Khi đạt đến tốc độ này thì mình cảm giác là xe nó lạng. Nói chung là nếu mà tay lái mà không vững mà không chắc tay thì lái với tốc độ này thì rất là nguy hiểm. Mình nên khuyên các bạn là nếu mà đạt đến tốc độ cao như thế này thì các bạn không nên thử. Đây là mình chỉ test và nói lên cảm nhận của mình thôi. Mình đánh giá xe Way Alpha này là nó ăn ít xăng các bạn ạ. Ăn ít xăng. Nên một nhược điểm là nếu mà xe này đạt mấy một tốc độ tối đa thì xe đi không đầm và không chắc tay, xe lảng, đó là nhược điểm của xe này. Đánh giá về kinh tế để mua cái chiếc xe này thì mình thấy xe này khá là rẻ. Đây là hãng xe giá rẻ của Honda. Xe này nó chỉ hơn 17 triệu một tí thôi. So với dòng xe khác thì khó có thể có xe nào mà đi tốt với cái giá cả như thế này cả. Xe này thì hợp túi tiền với sinh viên, học sinh và những người có thu nhập thấp. Xe sử dụng nhiên liệu rất là tiết kiệm, hợp với kinh tế của những người nào eo hẹp, đi đường xa hay đi nhiều. Nói chung là hãng xe giá rẻ này thì các bạn cứ yên tâm mà đi. Xe tốt, bền. Đó là cảm nhận riêng của mình. Còn các bạn có cảm nhận nào thì hãy comment dưới video của mình.